Và bây giờ là xét đấu thứ 3 của trận công đài thứ 3, lô đài kỳ 58. Tỷ số đang là 2-0 nhưng mà tay vợt công đài Lê Quang Cảnh. Không đều. Một quả cho bóng hỏng của Lê Quang Cảnh. 0-1. Và một đều. Rất hay, rất quyết liệt. Chúng ta thấy lần trở lại lần này của Lê Quang Cảnh anh có một số cái tiến bộ rất là quả trái. Cách đây 2 năm thì Bình hầu như là chỉ có quả phải mà thôi. Chúng ta lần này xem quả trái của anh rất kém. Bắt tiếng rồi đó về tài. Mới vậy con cô gọi bắt tiếng này con mới nói vậy. 3-1. Rất là gấp và tấn công rất là quyết liệt và liên tục. Hai bên đều hay. 4-1. Hai bốn. Rất tốt. Bóng ra ngoài cự ly trung bình thì là đó chính là tầm đánh của Lê Quốc Tiến. Rất hay. Tỷ số rất là cân bằng, 4 đều. Bốn năm. Bốn năm bóng lưới. Sáu bốn. Quả móc xoáy lên rất là có chịu, nó đánh không đúng nhịp bóng thì sẽ bị hỏng. Rất hay. Năm tám. Chín sáu. Chín bảy. Tập lên. Bỏ lên 12.
89. Hay quá. Quả cầu đá bóng rất hay của Lê Quốc Tiến. Và Lê Quang Cảnh đã bị bất ngờ vì quả cầu đá bóng đó. 18. Wow, pha bóng rất đẹp. Pha bóng rất hay, rất hay, rất hay của cả hai bên. Mười chín. Và về một tít sẽ thắng khá là vất vả với Quốc Tiến. Như vậy tỷ số đã được rút ngắn 2-1. Chúng ta chờ đón set thứ tư.